nhưng độ phủ của Shin không chỉ dừng lại ở đó. Shin Beauty Spa và Cosmetic chính là tầm nhìn mà Shin hướng tới trong tương lai. Đó là mô hình nhượng quyền kết hợp spa và showroom mỹ phẩm với hai tiêu chí lợi nhuận cao và mô hình bền vững. Tại đây, khách hàng có thể nhận thấy hơn 80 sản phẩm làm đẹp, bao gồm SY, các sản phẩm trị mụn và trắng da, mía organic, dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là Sini, thương hiệu dược mỹ phẩm dành riêng cho cơ địa da người Việt, được nghiên cứu và sản xuất 100% tại Hàn Quốc, kết hợp với 40 dịch vụ spa, mang đến cho khách hàng sự tiện lợi về địa điểm, thoải mái về dịch vụ, thân thiện về không gian và hợp lý về giá cả, nhưng vẫn đề cao cam kết về tiêu chuẩn của Shin Group: an toàn, chất lượng, hiệu quả. Chúng tôi tự tin sẽ mở rộng đến 50 chi nhánh ở Việt Nam và ít nhất một thị trường quốc tế vào cuối năm 2021. Không dừng lại ở đó, con số chi nhánh sẽ là 200, trải rộng khắp Đông Nam Á vào năm 2025.